Rồi bị dính rồi, bị cười cái gì? Chụp gì đẹp chú? Đủ mẹ trốn, trời ơi trốn. Đi ra. Lấy cái nón đội vậy hả? Cái nón ra. Chết mẹ rồi, đủ quá trốn. Mẹ rồi trốn. Hai đứa tụi ra cài, cài tụi nè. Trời, mùa dữ nè, là đứng đó đó. Đầy đủ hết rồi đó mà. Thank you.
thì vậy nó còn đang rồi. Mặt mấy cái lỗ tai còn mày rõ hết trơn kìa, kìa 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 thôi thôi thay đồ mà kêu nguyên gia đình hết trơn cả con mọi người đứng cửa nhà đi con là hết trơn đi dạ nhảy vô nhảy vô ngồi kìa nhảy vô ngồi kìa ngồi đây với nội nè nó vô bình rồi mình tách để đây biết không đang ngồi với ông nội à, đang ngồi đó đó, ngồi đây nè, nó khoái lắm, nó khoái rồi bên giường mình, giường nữa còn nhát vậy đó, ông giường mắc cỡ mới là theo giường. Thời gian đi ông ơi. Đi đâu vậy? Muốn đập ly đó. Ê ê. Đập nha. Đập nha. Tắt con trái thôi. Giờ bạn hết còn giỡn đụng đá thì giỡn còn đụng đá cái mà suối con có thằng lo quýnh con Dũng hoài giết nó không cho con phải vô đây nữa. Trường ơi, kêu cha lên quay phim gì tài. Con dữ lắm mà thấy không? Ngồi chơi cái gì đó. Mà nữa quay em. Trời ơi, cho người ta làm cảnh chứ. Làm cảnh rồi. Hiểu, Linh, Thí rồi. Tài lớn rồi.
không? Nha, tôi là xong rồi. Nhung cười, cười lên. Cười lên, cười lên, cười lên. Trời ơi, cười hết lắm. Ca đi Nhung. Hủ vỏ đây, bình thường hủ vỏ đây. Ê. Vô chạy vô chi thí kìa. Vô nè, nhìn thẳng nè. Bên này giỏi á. Ai ơi, vô tay lên tài. Rồi. Nó đây nè. Cười lên, cười lên, cười lên, cười lên. Tài ơi. Tài. Béo teo Hiếu xong vô Hiếu. Anh nào em quay sẽ thấy tốt vậy. Trời nó vậy đó. Ủa không thay đồ. Mày coi quá nè 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 nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.